Trước khi vào video thì mình muốn xin giới thiệu cho các bạn một cái kênh HPT Gamer. Thì là kênh phụ thứ hai của mình. Đây là một cái kênh sẽ làm rất là nhiều thủ thuật về Deadly Soccer 2020. Thì rất mong các bạn hãy bỏ một chút ít thời gian vào đăng ký để ủng hộ mình. Thì kênh này thì mình sẽ ra rất là nhiều thủ thuật về Deadly Soccer 2020 mà các bạn sẽ mong muốn trong thời gian sắp tới. Thì mình xin mỗi bạn một cái đăng ký để ủng hộ mình sớm đạt 1k sub anh em nhé. Ok, thì mình sẽ bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã tiếp tục quay trở lại với channel của mình nha. Thì ở video ngày hôm nay, mình muốn đem đến cho các bạn một cái bản mod, đó là bản mod Dream League Soccer 2020. Mod Ronaldo và Lionel Messi là hai cầu thủ sẽ chủ đạo trong cái bản mod ngày hôm nay. Thì khi anh em vào thì anh em đã thấy một giao diện cực kỳ là đẹp của bản mod này. Với hai cầu thủ số 1 thế giới bây giờ, đó là Lionel Messi và Ronaldo. Với màu chủ đạo là những cái màu tông màu của Deadly Soccer 2020 chính thức và sẽ sử dụng ở bản mod này. Ok, tiếp theo thì mình sẽ vào bên trong, ở những cái bên trong xem nó có những cái gì anh em nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào bên trong rồi. Đây thì ở cạnh đầu tiên thì đó là cầu thủ Kylian Mbappe và Marc Roy. Tiếp theo bên cạnh thì đó là huấn luyện viên Jurgen Klopp này. Ở dưới thì là ba cầu thủ của Barcelona, đó là Antoine Griezmann, Lionel Messi và Sergio Busquets. Bây giờ thì mình sẽ vào những cái phần mà có thể mod được xem là nó những cái gì anh em nhé. Ví như phần đá online này thì đó là ảnh của Lionel Messi với 6 quả bóng vàng. Đó. Ở cái phần thị trường chuyển nhượng thì bản này không phải là bản mega mod anh em ạ. Bản này thì mở tất cả các cầu thủ thôi. Mở khóa tất cả các cầu thủ. Tiếp theo là cái phần data đội hình, mà cái này rất là đặc biệt. Cái này thì mình không review trên kênh, nhưng mà mình sẽ để trên bản mod này. Đó là đội hình huyền thoại của châu Á. Các cầu thủ huyền thoại của châu Á anh em nhé. Anh em có thể xem giúp mình nhé. Ví dụ như là Chabumkun này, cầu thủ huyền thoại bậc nhất của bóng đá Hàn Quốc này. Katsuki Honda Nhật Bản này. Thông Lao Thái Lan này, Công Vinh của Việt Nam, Tài Em của Việt Nam này, Bắc Chi Sung Hàn Quốc này, đây là Bennett của Singapore này, Nguyễn Hữu Thắng này, Maya Yoshida, Suka này, đây là Phạm Văn Vạn thành huyền thoại của bóng đá châu Á, thì đã để 2-3 quả pen của Pele ấy, mình nhớ rõ anh em ạ. Tiếp theo đó là Kawashima, thủ thành Nguyễn Hồng Sơn, tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn, xin lỗi anh em nhé, tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn này, Lê Đình Đức này, Phạm Văn Quyến, Alcantara, Phạm Huỳnh Tam Lang này, Hussein, Nakamura, Nakata này, Kietisak này, đây là Okudera, Son Heung-min. Đây Son Heung-min không phải tuyển thoại nha, mình cứ để ở đây. Đây là cầu thủ châu Á bây giờ gọi là niềm tự hào của bóng đá châu Á anh em ạ. Tiếp theo là Baba này của Iraq này, Minh Phương, Thành Lương này, Vũ Như Thành này, Kadimi, Takuma Minamino với lại Son Heung-min là hai cầu thủ mà gọi là để đây em nhé. Trần Công Minh này, Shikigawa và Tim Cahill. Lấy lên những cái tên ở trong cái đội hình data này, thì anh em nào muốn đội hình data thì anh em có thể comment bên dưới giúp mình nhé. Bây giờ thì mình sẽ xem vào trận đấu đá online, xem nó đá online được không anh em nhé. Như vậy đang tìm trận đấu trong đá online rồi. Ok, như vậy là chúng ta cũng có thể đá online được nhá. Và chúng ta sẽ gặp đối thủ đó là Indonesia, nghĩa là các ngôi sao Indonesia, nhưng mà thực chất là toàn những cầu thủ nước ngoài anh em ạ. Và trận đấu rồi, thì ok, như vậy là chúng ta có thể đá được online bản mod này nhá. Chúng ta vẫn có thể đá online bình thường. Một cái điều đặc biệt là cái bản mod này thì có thể chơi song song với bản Deadly Soccer 2020. Thì rất nhiều bạn hỏi là tại sao anh có hai bản Deadly Soccer ở trong một máy. Thì là máy nào cũng thế anh em ạ. Chúng ta vẫn có thể chơi hai bản Deadly Soccer 2019 và Deadly Soccer 2020 trên một cái chiếc điện thoại. Cái này thì là điều bình thường thôi, anh em cứ tải về mà chơi thôi. Cái này chứ không phải sử dụng thủ thuật hay cái gì cả anh em ạ.
chúng ta có thể chơi bình thường thôi. Ok, như vậy mình đã dính thủng lưới một bàn rồi. Bây giờ có lẽ là mình sẽ gỡ hòa rồi mình sẽ thoát ra mình dẫn anh em luôn. Cái đội hình này thì là những cầu thủ châu Á nên là thể hình sẽ không được cao to lắm anh ạ, nên nó cũng cầm số bất lợi. Đội bạn thi đấu rất là hay, Master Shaker này. Zuka. Tấn công rất là phải tấn công rất là nhanh thì mới có thể là thoát được khỏi sự đeo bám của đội bạn anh em ạ. Đội bạn thi đấu rất là hay, pressing tầm cao đấy, bật nhà rất là hay. Thôi nhá, có lẽ là mình sẽ dừng lại ở đây thì mình sẽ hướng dẫn anh em luôn. Đá online vì nó mất rất là mất nhiều thời gian của anh em. Rồi mình thoát ra mình dẫn anh em luôn nhá. Đây là cái link tải anh em nhé. Thì sẽ có 3 cái link tải và rất nhiều bạn bảo tại sao là không tải được link nhỉ. Ví dụ cái link OBB là các bạn bảo không tải được nhiều nhất thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy link OBB nhá. Bấm vào link OBB này. Khi anh em bấm vào thì nó xuất hiện cho anh em như thế này. Đó. Thì bây giờ mình sẽ lấy cho anh em xem. Đầu tiên là anh em tích vào cho mình phần tôi không phải cái máy này. Rồi. Quảng cáo thì ít bỏ đi thôi, có cái gì đâu. Tích vào tôi không phải cái máy này. Đấy, quảng cáo sẽ lướt sang này, ít bỏ đi. Nó hiện được tích về rồi. Tiếp theo anh em sẽ bấm cho mình vào phần nhấn vào đây để tiếp tục này. Đó. Bước này thì anh em hãy đợi cho mình chạy vào trong giây giúp mình nhá. Đợi mình chạy vào trong dây, quảng cáo thì anh em x bỏ đi. Có gì khó khăn đâu anh em. Quảng cáo nó hiện lên trước mặt thì nó có nút x đấy. Thì anh em hãy tìm cái nút x và x bỏ đi thôi, có gì đâu. Tiếp theo thì anh em sẽ bấm cho mình vào phần lấy link nhá. Ok, bước này thì lại phải trải qua một cái bước lấy link nữa. Bước lấy link này thì nó cũng tương tự như vậy thôi. Nếu mà anh em gặp trường hợp này là cái này là tắt vào upload đi, anh em nào biết tắt upload thì anh em có thể lấy link được, không thì anh em có thể copy link này đấy nhá, copy link này tất cả này, sao chép này, anh em hãy chuyển sang một trình duyệt khác. Ví dụ mình sẽ chuyển sang trình duyệt đây, mình sẽ có trình duyệt Puffin này, đây mình lấy trình duyệt này Puffin này, hoặc anh em lên bất cứ trình duyệt nào như ví dụ cốc đều được nhá. Bấm chữ dán link này vào, chọn tất cả nhá, xóa bỏ hệ thống xóa đi rồi hướng dán vào link này của mình vào. Đấy, trang này thì nó sẽ không cần phải tắt adblock nhé. Bây giờ thì làm tương tự thôi, lấy link bình thường. Cái đấy trường hợp dành cho anh em nào mà nó bị không biết tắt bật adblock thì anh em phải chuyển sang Google là Cocoa nhé. Google Cocoa. Ok, tiếp theo tiếp vào phần tôi không phải cái máy thôi. Tiếp theo bấm một phần click here to country. Quảng cáo sẽ lướt bỏ đi thôi, cái này làm bình thường. Đó, bật lại trang cũ này. Bước này thì đợi chạy về không dây thôi. Đó. Get link. Quảng cáo được lướt bỏ đi. Và lại trang cũ thì chúng ta có link tải rồi. Ok. Thì anh em hình dẫn rất là đơn giản vậy thôi. Như vậy là anh em sẽ làm tương tự đối với các link còn lại giúp mình nhá. Tiếp theo thì anh em sẽ gọi tải cho mình Azure Server. Bây giờ mình xóa bảo hiểm cũ đi. Đó, các anh em sẽ vào Azure Server cho mình. Anh em sẽ bấm với mình vào phần download nhá. Download. Thì đây là ba cái tên mình vừa tải, APK, OBB và data. Đó, thì mình sẽ làm việc với tên APK trước, làm tương tự như mọi khi thôi. Mở cái APK này ra. Cài đặt nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đợi cái APK này cài đặt trở về. Thì hiện tại kênh của mình sắp được 1k sub rồi. Rất mong anh em sẽ ủng hộ mình để mình ra những video hay hơn như thế này trong thời gian sắp tới anh em nhé. Anh em nhớ đăng ký, nếu thấy hay nhớ đăng ký và comment, like, chia sẻ ủng hộ mình nhé. Bây giờ sẽ đợi APK này cài đặt trở về xong thôi. Ok, xong nhé. Tiếp theo anh em sẽ bấm cho mình vào phần OBB, bấm xem này, giữ chọn này, bấm sao chép, chọn phần bộ nhớ thiết bị này, rồi này, OBB.
Chứ thôi anh em dán vào giúp mình nhá. Giữ cho mình bật này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đợi nó giải nén đến 100%. Ok, như vậy là chúng ta đã giải nén đến 100% rồi. Bây giờ thì mình chỉ cần vào game mà chơi thôi. Vẫn data đội hình thì anh em có thể hack bất cứ đội hình nào mà anh em muốn vào cái bản mod này nhá. Ok, sẽ bấm vào DLS 2020 này. Bây giờ thì mình đã vào trong game rồi. Ok, ảnh của Ronaldo và Messi rất là đẹp luôn. Đó, anh em có thể thấy cực kỳ là đẹp luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào game bên trong. Mình sẽ vào bên trong rồi anh em xem nhé. Đấy, ok này. Ảnh Ronaldo và Messi rất là đẹp luôn anh em ạ. Ok, như vậy là chúng ta đã vào bên trong rồi. Như vậy là bản mod này đã được mod thành công. Thì bây giờ thì mình với các bạn sẽ cùng kết thúc video ở đây nhé. Các bạn thấy video của mình hay thì like, chia sẻ và đăng ký giúp mình. Ngoài ra hãy ủng hộ mình bằng một lượt góp ý thì mình có thể thực hiện video những video tiếp theo. Ok, bây giờ là bài anh em. Chúc anh em thành công. Bye bye.